Chào anh em nhé, bây giờ mình sẽ thăm ông Tạo. Bây giờ đang là năm 2021 rồi, dương lịch. Đi thăm ông Tạo một chút, mọi người đi theo mình nhá. Khỏe chưa? Trừ những ngày đi viện, những ngày ốm ra thì còn toàn khỏe hết. Những ngày nào mà đi viện thì nào nó ốm, thỉnh thoảng. Vâng. Không nói đùa, nói thật. Cũng một lần đi viện mất. Ông bây giờ mà vẫn cạo được ạ? Mặt vẫn sáng, lâu lắm rồi không gặp ông Tạo. Thế không cho con đi con trai đâu? Dạ. Con trai nhà con nó mới hơn 1 tuổi. Ô, ông không biết con có con trai à? Không biết. Cứ nó hỏi nhà bên này có phải có ai tên Thành, chú Thành. Đúng rồi. Chú Thành nhà ông cũng chịu. Hỏi tên thì tao bảo đoán chắc là đấy. Chứ bây giờ chắc không có nhà. Tao cũng chưa gặp đâu cả, chắc là về Tết thì sao? Ông bây giờ vẫn cắt đều chứ ạ? Ngày ông ấy thôi, ông cắt tóc 30 năm nay rồi nhưng mà ông quen của ông ấy, ông ấy bây giờ già rồi, ông ấy đi cọc chọc thôi, cắt ngắn không thích, cắt thật chọc. Khách quen 30 năm. 30 năm rồi. Ừ, ông cả đã đến 30 năm chưa ông? Được hơn. Ông vẫn 30 năm. Thành ơi. 96 tuổi. Ôi. Thành ơi. Vời quá nhỉ. Trong cái điện thoại của cháu có cái mấy cái bà một có bà 121 tuổi không? Không ạ. Ồ thế điện thoại của ông thế nào? Nó lại bà ấy lại nhảy vào trong mấy bà ấy ngồi ăn cơm mới có cái bà 108 ấy. Bà ấy ăn cơm và bà ấy ra kẻ quét cả sân được. Không biết bà ấy ở đâu mà đến mà chung trong điện thoại đây này. Thế này trong cái này có này. Đấy. À. Ừ. Ông 96 tuổi. Bà còn có bà 106 tuổi. À đúng rồi. Có một bà nữa 121 thôi. Tuyệt vời nhỉ. Ừ, còn 108 tuổi người nước ngoài thì họ vẫn đánh đàn ấy được. Nhưng mà 96 tuổi là phải biết mừng. Vâng đúng rồi. Trong chiều người là có người như cụ đấy. Vâng. Thế con mà không anh nhớ cái gì cả thôi đi. Khoe làm gì? Chú cho hỏi nhà bên này bình thường tối ra vậy. Tuyệt vời quá. Ông này ông ấy sống cho đến lúc chết đấy. Bao giờ chết thì thôi. Ông sống đến bao giờ? Hả? Ông 120 tuổi. À thế thì nhưng mà như cháu này chỉ sống đến lúc chết thôi. Ông 120 cơ. Ông sợ ông cháu. Về nhà số 4 ấy, bên nhà có ở nhà. Ông Tạo vui tính quá. Thế thì khách nào bỏ được. Ngày hôm qua tao mới đi ra chợ. Mày đầy trong điện thoại mày cứ chui vào đấy mày nói mày cứ cắt tóc cho người ta cũng có trong đấy cũng có. Đầy. Ông Tạo cạo bằng dẻo lắm. Không như người khác đâu. Người khác người ta nói thì... Ôi, cho cháu gửi cái thùng này ở đây nhá. Gửi cái gì? Cho anh chị xin bảo gửi tạm đây được. Cái gì đây? Cái thùng nước. Thùng nước thôi à? Nước uống à? Vâng. Ừ. Để vào đây tí ta cho trong nhà chứ để ngoài nó cũng lấy mất. Cấm nó để đâu? Đấy, cái đèn cửa. Bỏ ngoài nó lấy mất. Dạ. Để cửa. Bà. Cấm để đây nhé. Vợ bác kìa. Ờ, bà đây. Bà. Bà đây. Bà hơi còn trẻ, hơi tuyệt vời đấy. Quay bà. Giờ bắt đầu con mới nhìn thấy bà. Con được nghe anh Tường kể nhiều lắm rồi mà nhưng mà được. Con toàn gặp ông thôi. Mà dạ. Nhưng mà đừng có xuống cái này nó gọi chị đi đâu đấy. Ông đang bảo con là không được gọi chị đâu bà ơi. Ông đang nói với con là không được gọi chị đâu. Nhiều người gọi chị. Thế mà bà vẫn còn trẻ đẹp thế này. Nhất ông đi ông ạ. Mà chợ không hay đi chợ mà. Vâng. Thế hôm qua cái thằng nó cũng ở đây này, nó mới hỏi sao ông lại giặt thế không xong để bà giặt. Ui giời ơi, tao còn khỏe, tao còn giặt cho bà chứ ai vẫn còn người còn đi. Đi bà nhất bà. Ừ. Bà trẻ bà. Xuống thăm ông tí. À đấy. Lắm rồi không ấy nhỉ? Xem ông rồi còn cắt tóc không? Vâng. Xuống nhìn vẫn cắt như này là tuyệt vời rồi. Nào ngồi đây. Không nhìn vẫn cắt chứ còn cứ lên nước lào coi như là không cắt thì ngồi thì lại ngồi một mình. Vâng. Ai cắt thì lại cắt. Ui.
Ông thế này là ông 96 tuổi rồi. Cắt tóc cho ông 30 năm nay rồi. Nhưng mà ông phải... Tạo năm nay là tám mấy ạ? 80 rồi. À 80. Sinh năm năm nay là 80. Sinh năm 42. 42 năm. Cái cả tuổi đẻ là 80. Vâng. Đấy, chúng nó đã về đây này. Hôm nay hôm qua cái thằng nào nó gọi bà chị ấy ra uống nước ấy. Chị trong nước là thằng này cho béo tai nó bảo chị ơi ra uống nước. Gọi bà là chị ơi ra uống nước đấy à? Tôi gọi chị ơi ra uống nước. Bà trẻ quá. Đấy, thằng này bà có tranh ông nhiều không bà? 6 tuổi. Ôi thế vậy ạ? Ông 7 tuổi. Có bà trời ơi, đi suốt tập thể dục rồi nhưng mà nhìn người bà trông rắn người, khỏe người. Rồi, ông Tạo thế này, ông Tạo này già hơn bà nhiều rồi. Mà hơn có 6 tuổi đấy. Thế mà ra đường nhiều người ta ấy đấy. Hôm qua là mất tiền hụt. Hôm nay ra chợ. Bà ông đi đâu đi từ sáng đi 2 lần. Ui giời, về xóm họ cứ bảo là ông mất tiền thì là may rồi. Của đi thay người. Thảo nào. Thì hôm qua này tao mất một người cứ khỏe. Tại thế thì có người tao mất hơn 2 triệu. Mất càng nhiều càng khỏe. Bà, à, ông đánh rơi tiền à? Đâu. Có hôm ông đánh rơi 50.000. À, hôm qua thì là để nhiều hai túi này quá. Này hai túi này sao không thấy cuối cùng để túi ngược. Nó quen, nó bỏ ông mất tiền à, ông cứ tìm hết túi này. Đấy, không cũng để túi ngược ở trên này. Đi dọc đường về mới tìm mới thấy. Thế nhưng hôm nay ra ngoài ấy bảo chết chán thế. Còn một hôm thì ông đánh rơi 50.000 thì nó cái đứa đi sau này nó nhặt được thì nó cũng trả cho. Người khác thì người ta bảo thì là ông hỏi thì nó bảo nó không nhặt được. Một hôm. Có người khác cái này nhìn thấy. Ông bỏ tiền trong túi làm gì? À không đi chợ mà. Phải đi chợ chứ. Đi lần sau là thôi, ông ở nhà để cho bà đi chợ. Ông đi chợ mà anh mất tiền cả chi nữa trời. Ai đổi việc này làm việc khác. Ông thì cứ hay cái kiểu là cứ lượn lượn ở đấy. À vâng, tiện đi lượn đi mua luôn. Nay là lượn hai lần. Bà đi nạn, bà đi cũng không cứ mấy người ra này người ta tạo không cẩn thận này. Thì nó còn mất bô đi. Con xin phép ông con về đây. Con về à? Ông giữ gìn sức khỏe nhá. Ông cụ con chúc ông sức khỏe à? Con về đây ạ. Dạ vâng, con chào ông nhé. Bà ơi, con xin phép bà, con chào bà, con về đây ạ. Dạ vâng, vợ chồng con về đấy ạ. Vâng, có dịp thì vợ chồng con lại ghé qua ạ. Vâng, con chào bà.